được phổ biến từ năm 2000, thú chơi xe đạp không phanh Fixed Gear đang được ưa chuộng tại nhiều nước trên thế giới. Phong trào chơi loại xe này tại Việt Nam chỉ mới xuất hiện khoảng 3 năm trở lại đây và được lan rộng từ Sài Gòn ra Hà Nội. Giá thấp nhất để người chơi có thể sở hữu một chiếc Fixed Gear cơ bản khoảng 4 đến 5 triệu đồng, rẻ hơn một nửa so với các dòng mountain bike có tiếng, nhưng loại đặc biệt cũng có giá lên tới hàng nghìn USD. Thì cái điểm thu hút của cái dòng xe này đó là tạo cho bạn một cảm giác mới lạ, chủ yếu là chịu khó tập luyện, và nếu như bạn nào mà nhanh nhẹn thì có thể trong vòng nửa tiếng thì có thể biết cách phanh, biết cách dừng xe và các kỹ thuật cơ bản nhất. Lý do tham gia figure là thứ nhất là nó rèn luyện được sức khỏe, thứ hai là nó mang lại niềm vui cho em. Với Fixed Gear, người chơi cần sự khéo léo hơn so với xe đạp thông thường, bởi họ phải dùng chính sức mạnh cơ thể của mình và kỹ thuật để điều khiển chiếc xe.